Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý có trong chương trình. Sinh viên tất bật làm thêm dịp Tết để kiếm thêm thu nhập. Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu có tiêu chí lọt top 500 thế giới. Nền kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu có dấu hiệu phục hồi. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thường trực Huyện ủy Cần Đước đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện. Tại các nơi đến, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả đạt được trong năm qua về công tác quân sự quốc phòng và các hoạt động phong trào, việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, lãnh đạo huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chuẩn bị tốt cho việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, có sự tập trung cao cho công tác tuyển quân năm 2024. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Cũng tại Cần Đước, lãnh đạo huyện tổ chức các đoàn đến thăm chúc Tết tặng quà, mừng thượng thượng thọ các cụ tròn 100 tuổi ở các xã. Tại xã Long Cang, lãnh đạo huyện đến thăm chúc thọ của bà Phan Thị Lành tròn 100 tuổi, đồng thời trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước, tặng quà xuân và bày tỏ sự tri ân đối với những công hiến của cụ và gia đình cho cách mạng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ Phan Thị Lành là một trong 14 cụ tròn 100 tuổi được huyện Cần Đước chúc thọ, mừng thọ nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024. Do thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đồn biên phòng Sông Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An còn siết chặt công tác quản lý người, phương tiện, hàng hóa qua lại tại cửa khẩu nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồn biên phòng Sông Trăng, ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 15,8 km, thì đơn vị còn đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu phụ Tân Hưng, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Ban chỉ huy đồn đã tổ chức sinh hoạt và quán triệt cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt là số các đồng chí thực hiện tại cái nhiệm vụ tại khu vực trạm cửa khẩu phụ Tân Hưng, tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ cái lực lượng người, phương tiện ra vào để tránh cái tình trạng là các đối tượng lợi dụng để đưa các cái hoạt động mà hoặc là các hàng hóa trái phép vào khu vực biên giới. Trạm kiểm soát biên phòng Tân Hưng cho biết, trạm được giao quản lý hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu phụ Tân Hưng thuộc địa bàn ấp Cây Me, xã Hưng Điền. Bình thường, lượt người dân hai bên biên giới qua lại khoảng 150 lượt, chủ yếu là thăm thân, khám chữa bệnh và trao đổi hàng hóa. Nhưng vào dịp Tết, số lượt người qua lại tăng với gần 200 lượt trên một ngày. Tập trung nắm chắc tình hình, duy trì kiểm soát chặt chẽ công tác xuất cảnh tại trạm kiểm soát biên phòng Tân Hưng, thực hiện nghiêm quy trình thủ tục kiểm tra giám sát biên phòng tại cửa khẩu biên giới đất liền, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp để phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Dù phải đón Tết xa nhà, nhưng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng luôn an tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Ban An toàn giao thông huyện Bến Lức, chính quyền địa phương xã Thành Phú ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông và giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm đảm bảo cảnh mỹ quan, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết. Đợt ra quân đợt này sẽ tập trung lại trật tự an toàn giao thông và giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường như 830C, Nguyễn Văn Siêu, các tuyến đường liên xã, liên ấp, đồng thời tuyên truyền vận động người dân không mua bán, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Thưa quý vị, hiện các chợ truyền thống trên địa bàn huyện Tân Thạnh đang trở nên sôi động với các gian hàng bán quà Tết phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ghi nhận tại chợ thị trấn Tân Thạnh, năm nay các tiểu thương chợ thị trấn Tân Thạnh bố trí nhiều gian hàng hơn so với năm trước. Các tiểu thương bày bán đủ các loại quà Tết với đa dạng chủng loại, kích cỡ, kiểu dáng phục vụ cho ngày Tết cổ truyền như quà mai vàng, vạn thọ, cúp mâm xôi, cát tường, quà giấy ngũ sắc, quà màu gà. Các tiểu thương tại chợ Tân Thạnh cho biết hiện sức mua quà Tết của người dân cũng tăng hơn so với những ngày trước đó. Giá các loại quà và cây cảnh năm nay không tăng mà vẫn bình ổn như các năm trước để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết. Tuy nhiên, do kinh tế năm nay khó khăn nên người dân thắt chặt chi tiêu nên lượng tiêu thụ quà Tết không bằng năm trước. Thưa quý vị, hòa cùng sắc xuân ở các địa phương trong tỉnh, những ngày này, người dân ở thị xã Dùng Biên, Kiến Tường đang hân hoan
chào đón năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng về những điều tốt lành trong năm Giáp Thìn. Tại các tuyến đường trung tâm của thị xã Kiến Tường như đường 30 tháng 4, đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, đông đảo người dân mua sắm với mong muốn đón một cái Tết sung túc đủ đầy. Trong đó, khu vực chợ Hoa Xuân của thị xã là nơi tập trung đông người dân đến vui chơi chụp ảnh. Ai ai cũng muốn xuống phố, tận hưởng không khí mùa xuân và lưu lại những tấm hình yêu thương ngày Tết. Thấy vui nhộn hơn, tấp nập hơn, đường phố thì cũng mọi người đi là mua bông để sắm sửa cho nhà cũng vui nhộn. Ra là đường phố cũng khá là náo nhiệt. Con mong ước là mình sẽ cố gắng học hành tốt hơn, mong gia đình hạnh phúc hơn. Để trang hoàng cho đô thị loại 3 đón Tết, năm nay thị xã Kiến Tường đã tập trung đầu tư 7 nội dung phần việc, chủ yếu là đầu tư hạ tầng chiếu sáng, chỉnh trang đô thị với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Không gian ngập tràn sắc xuân đã tạo nên không khí vui tươi phấn khởi để người dân chào đón năm mới. Thị xã cũng được sự quan tâm chỉ đạo của thị ủy, ủy ban để tập trung thực hiện các công việc. Các công trình này được hoàn thành thì sẽ giúp người dân vui xuân đón Tết trong cái không khí hân hoan phấn khởi của nhân dịp được công nhận là thị xã Kiến Tường là đô thị loại 3. Tết luôn là niềm háo hức đối với mọi người, mọi nhà. Và trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, thị xã Kiến Tường đã và đang sẵn sàng các điều kiện tốt nhất, tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để phục vụ nhân dân và du khách, góp thêm hương sắc mừng đón xuân mới, xuân của đất trời, xuân của lòng người. Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề. Nhiều sinh viên tranh thủ thời gian kiếm cho mình một công việc làm thêm để có khoản tiền mua sắm Tết, đóng học phí, cũng như trang bị nhiều kỹ năng sống cho bản thân. Năm nay, nhiều trường đại học thông báo lịch nghỉ Tết sớm và dài ngày hơn mọi năm. Là sinh viên đại học năm nhất, khi được nghỉ Tết về quê, Ngọc Tuyền cũng đã lựa chọn công việc làm thêm là bán hoa Tết để phụ giúp gia đình. Theo em, dịp cuối năm, nhu cầu mua hoa Tết của người dân tăng cao. Công việc này dễ có được nguồn thu nhập, cũng như mang lại nhiều trải nghiệm cho bản thân. Em sinh viên năm nhất, năm nay em học ở tại trường Đại học Kinh tế Tài chính ở trên thành phố. Em được nghỉ Tết từ ngày 31 Tây, nên là giờ em về phụ ba em bán. Khiến em sẽ tự tin hơn, có thể phụ giúp được cho ba mẹ, cũng trải nghiệm được một cái Tết vui vẻ đông người. Cũng như Ngọc Tuyền, Đức Tâm hiện đang là sinh viên Đại học năm 2. Em cũng tranh thủ khoảng thời gian rảnh làm việc thời vụ để kiếm thêm thu nhập trong dịp Tết. Đối với em, đây không chỉ là việc kiếm tiền mà còn là cơ hội để em thử sức với nhiều điều mới mẻ. Trời, giờ em đi làm thêm như này để em kiếm tiền thêm để mua đồ Tết và giúp đỡ gia đình nữa. Thu nhập thì kiếm một ngày kiếm từ 300-500 buôn bán này thôi. Với các bạn trẻ, xuân mới, tuổi mới, niềm vui không chỉ gói gọn trong số tiền làm thêm kiếm được, mà còn là sự trưởng thành hơn, biết sẻ chia với những khó khăn nhọc nhằn của gia đình. Theo kết quả xếp hạng của Quibometric, lần thứ nhất năm 2024, thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha, Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí trong top 700 thế giới và lần đầu tiên tiêu chí mức độ ảnh hưởng lọt top 500 thế giới. Trong khu vực Đông Nam Á, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vị trí thứ 11, tăng 1 bậc so với kỳ trước, và xếp thứ 140 châu Á, tăng 27 bậc so với kỳ trước. Quibometric là bảng xếp hạng tự động đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. Bao đời nay, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng truyền thống gia đình và Tết luôn là ngày hội của sự đoàn viên. Hai từ sum họp càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi cả nhà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa đón Tết, tề tựu trước lễ cúng gia tiên, giữ gìn nếp cũ, phong tục truyền thống văn hóa. Với hy vọng đón một cái Tết đầy đủ sung túc, nhiều gia đình đã trang hoàng nhà cửa bằng những câu đối nhằm ngụ ý cầu may mắn, bình an và thành công trong năm mới. Tục cho câu đối trong nhà ngày xuân còn là thú vui tao nhã, thể hiện trí tuệ và nghệ thuật chơi chữ của người sử dụng câu đối, là tinh hoa của nguồn cội và là món ăn tinh thần ngày Tết. Cùng với việc chăm lo một cái Tết tươm tất, mọi nhà đều tất bật trang trí lại nơi thờ cúng. Cũng vì thế, bàn thờ gia tiên ngày Tết trở thành trung tâm của ngôi nhà, gốc xuân rực rỡ và thiêng liêng. Gia đình nào cũng cố gắng sửa soạn mâm ngũ quả, sao cho đẹp nhất, dâng cúng ông bà tổ tiên.
Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh từng gia đình, từng vùng miền mà có cách bài trí sắp xếp mâm ngũ quả khác nhau. Ngoài chuẩn bị mâm ngũ quả, theo phong tục truyền thống của người Việt, vào ngày cuối cùng của tháng Chạp, các gia đình sẽ làm một mâm cỗ cúng tất niên để tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên, tiễn năm cũ đi, chuẩn bị đón năm mới đến. Tuy nhiên, một số gia đình tổ chức cúng tất niên sớm hơn. Mâm cơm ngày Tết, đây là cái phong tục truyền thống của trong một cái gia đình. Tất cả mọi người đều gần tới cái ngày gọi là giáp Tết đó, ngày 30 đó, gọi là ngày rước ông bà về cùng hưởng lại với con cháu chung vui trong 3 ngày Tết. Thì đó là coi như là mình phải khấn bề bề trên và đồng thời xin phép là sau khi mà cung thỉnh ông bà về cùng lại với con cháu sum họp trong ngày Tết vui vẻ, và mình cũng cầu nguyện cho tổ tiên mình phù hộ cho con cháu được cái sức khỏe dồi dào, những cái công việc ăn làm ăn đều được hanh thông. Tôi cảm thấy bồi hồi xúc động, và khi mà được ăn cơm quây quần cùng với con cháu thì tôi rất là vui. Với lại cha mẹ, anh chị em đông đủ thì tôi cảm thấy là vui dữ lắm. Mà luôn luôn lúc nào cũng mong muốn là các anh chị em có mặt đông đủ trong bữa cơm sum họp. Sự sum vầy của mọi người trong dịp Tết không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình, mà còn là giá trị tình cảm gắn bó về nơi cội nguồn, mảnh đất chôn nhau cắt rốn, nơi lưu giữ quá khứ và hiện tại. Nền kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã có những dấu hiệu phục hồi kể từ đầu năm 2024. Đây là kết quả khảo sát mới được công bố. Theo kết quả khảo sát do Standard & Poor's Lebo và Ngân hàng Thương mại Hamburg phối hợp thực hiện, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tổng hợp của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 1 vừa qua đã tăng lên 47,9 so với mức 47,6 của tháng 12 năm ngoái, phù hợp với những dự báo ban đầu. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn dưới mức 50, ngưỡng để phân biệt giữa tăng trưởng và suy giảm. Cuộc khảo sát cũng cho thấy phí đầu vào và đầu ra đã tăng nhanh hơn trong tháng 1, trong khi chỉ số về nhu cầu cũng tăng nhưng vẫn dưới mức cân bằng. Chỉ số giá sản phẩm tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng, từ 53,8% lên 54,2%. Một cuộc khảo sát tương tự công bố hồi tuần trước cũng cho thấy hoạt động sản xuất tại Eurozone trong tháng 1 vừa qua cũng cải thiện hơn. Sau thời gian đóng cửa để nâng cấp, Bảo tàng Nghệ thuật Kỹ thuật số nổi tiếng Team Club Borderless ở Tokyo, Nhật Bản đã mở cửa trở lại với bộ sưu tập mới gồm các tác phẩm nghệ thuật sống động. Với diện tích 10.000 m2, sử dụng 520 máy tính và 470 máy chiếu để tạo cảm giác không gian ba chiều tốt nhất, du khách sẽ được đắm chìm vào một không gian biến đổi, nơi nghệ thuật vượt qua các giới hạn truyền thống và bao trùm toàn bộ cơ thể. Cuộc hành trình tại Team Lab Planet bắt đầu với các không gian triển lãm và tác phẩm nghệ thuật tương tác khổng lồ hay những bông hoa trôi nổi tự do và các hình chiếu tương tác. Một điểm độc đáo ở triển lãm là khách tham quan sẽ trở thành một phần của chính các tác phẩm nghệ thuật, tương tác với cảnh quan kỹ thuật số và tạo ra trải nghiệm độc đáo chỉ thuộc về riêng mình. Kể từ khi khai trương vào năm 2018, Team Lab Borderless đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, thu hút 2,3 triệu du khách trong vòng một năm từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bảo tàng cũng đã được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên toàn cầu. Hello Kitty, chú mèo biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản, sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập trong năm nay. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật Somerset House ở London, Anh Quốc đã dành riêng một cuộc trưng bày cho nhân vật hư cấu rất được yêu thích này. Triển lãm mang tên Dễ Thương, mang đến cho người tham quan cơ hội trải nghiệm sự dễ thương của Hello Kitty được thể hiện qua mọi hình thức văn hóa hiện đại như âm nhạc, thời trang, trò chơi điện tử và mạng xã hội. Hello Kitty được sáng tạo vào năm 1974 bởi nhà thiết kế người Nhật Yuko Shimizu. Điểm nổi bật nhất của nhân vật này là không có miệng, nhằm truyền đi thông điệp rằng Hello Kitty vẫn có thể khuyến khích tình bạn trên toàn thế giới mà không cần đến ngôn ngữ. Theo kế hoạch, triển lãm sẽ mở cửa đến ngày 14 tháng 4. Tập đoàn viễn thông Telenor của Na Uy đã lắp đặt trạm gốc điện thoại di động ở vùng cực nam của Nam Cực, đánh dấu bước đột phá trong việc thu thập dữ liệu và đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu.
Trạm gốc được đặt tại vĩ tuyến Nam số 72, gần trạm nghiên cứu dùng cực Tron của Na Uy. Qua đó, lần đầu tiên dịch vụ di động được triển khai tại Nam Cực. Trước đó, tập đoàn Telenor cũng đã đưa vào hoạt động trạm gốc ở Bắc Cực. Theo lãnh đạo tập đoàn Telenor, việc thiết lập mạng di động 4G xung quanh dùng cực Tron giúp tăng cường độ an toàn cho nhân viên làm việc tại đây, đồng thời giúp việc truyền tải dữ liệu thu thập được từ dụng cụ đo lường của các nhà khoa học đến được mọi nơi trên thế giới theo thời gian thực một cách dễ dàng hơn. Trạm Tron chỉ có 6 nhân viên bảo trì làm việc trong mùa đông và hàng chục nhân viên trong thời kỳ cao điểm hoạt động khoa học vào mùa hè ở phương Nam. Trạm đóng vai trò như một cơ sở nghiên cứu sinh học, băng và địa chất, cũng như thu thập dữ liệu khí tượng, khí quyển và địa chấn. Vừa rồi là bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.